Quý vị đang nghe âm thanh của bộ nghe nhạc chuyên nghiệp. Và ngày hôm nay rất đặc biệt, Tiến Dũng sẽ giảm ngay 2 triệu đồng cho bộ âm thanh này. Xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng nghe một đoạn nhạc, sau đó Tiến Dũng sẽ giới thiệu chi tiết về các sản phẩm đặc biệt của ngày hôm nay. Cho phố vắng mênh mông khơi lòng bao nỗi nhớ, trời làm mưa cho ướt áo em thơ, mưa rơi từ bao giờ, tình yêu đó vội pha vào sương gió. Trường tan về chung phố những lúc trời chiều đổ mưa. Mưa rơi qua phố buồn, chạy lòng bao nhớ thương, chuyện tình yêu vẫn vương. Ngày xưa đường mưa ướt nên trên, cùng đưa đón trời mưa nghe ra vô tin, thu anh vào kỷ niệm thao thức chọn ca một đêm. Chờ em đêm vắng với cô đơn, ngõ hồ mưa ngập lối, tình ướt tan nhưng vẫn nhớ nhau luôn, biết em giờ có buồn. Và từ đó những đêm trời mưa gió thâu trên người tính nhỏ, nuôi nâng cả một đời mỗi từng thời sai. Giờ đây đường hai lối đó là những âm thanh rất tuyệt vời của bộ nghe nhạc chuyên nghiệp xin giới thiệu đến quý vị và các bạn ngay bây giờ. Ngày hôm nay Tiến Dũng sẽ giảm 2 triệu đồng cho 2 sản phẩm nếu anh em mua combo bộ âm ly này. Mức giá thông thường 10 triệu sẽ giảm 1 triệu còn 9 triệu. Và cặp loa này Chio LS505 trị giá thông thường 15 triệu sẽ giảm 1 triệu còn 14 triệu. Xin giới thiệu chi tiết đến quý vị và các bạn như sau. Mẫu âm ly Pioneer model SA8925 mã. Đây là chiếc âm ly phân khúc giá bình dân, cho âm thanh rất tuyệt vời, tiếng rõ nét. Dòng này thiết kế mặt phay nhôm sáng quắc. Máy sử dụng phần nội thất được bố trí rất mạnh mẽ. Hai biến áp nguồn 4 tụ và hai men mono block độc lập. Máy sử dụng 8 sò, mỗi men là 4 sò. Chúng ta sẽ cùng xem phần chassis. Chassis 7 màu sáng quắc. 4 sò bên đây. 4 sò của Neck nổi tiếng. Và phía bên đây 4 sò. Chassis vàng sáng quắc. Máy đẹp xuất sắc. Nội thất dày đặc các linh kiện. Đây là tổng thể phía mặt sau. Chiếc ly Pioneer model SA8925 mã. Sử dụng điện 100V, công suất nguồn 200W. Máy có thể chơi được hai cầu loa từ 4 đến 16 ô. Đây là chiếc âm ly. Và đây là chiếc tuner cùng combo của bộ âm ly TX8925 mã. Mặt phanh nhôm sáng quắc, có hai đồng hồ
Trên này anh em có thể nghe AM. Sử dụng trưng bày cũng rất tuyệt vời. FM của dòng này tần số của Nhật 90m, anh em sẽ không nghe được FM, chỉ nghe được AM. Và đặc biệt trưng bày rất đẹp. Đây là nội thất của chiếc tuner này. Baunier TX9008. Máy tuyệt đẹp. Baunier TX9008 sử dụng điện 100V, công suất nguồn 24W. Bộ combo của Baunier model TX9008 2 la mã và SA9008 2 la mã, nguyên combo này có mức giá thông thường 10 triệu và ngày hôm nay Tiến Dũng sẽ giảm 1 triệu, chỉ còn lại 9 triệu. Chương trình này áp dụng từ nay cho đến hết ngày Chủ nhật 20 tháng 12 năm 2020, quý vị lưu ý cho. Và cặp loa mà Tiến Dũng muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn đó là mẫu loa Trio model LS505. Cặp loa này sử dụng một bát loại 32cm màng giấy gân mút. Một loa trung loại 13cm và một loa chép kèn lựu đạn. Tất cả đều phay nhôm, rất đẹp. Trio LS505 thùng được cấu tạo bằng sơn sần màu nhám. Đây là tổng thể phía mặt sau, phần sau được dán gỗ lạ màu vàng. Trio LS505 có công suất 100W, trở kháng 8 ohm, hàng được sản xuất tại Nhật. Cặp loa tuyệt đẹp, hàng made in Japan. Đây là mẫu loa bên đây. Với dòng loa này, anh em có thể sử dụng để nghe đa thể loại dòng nhạc và có thể kết hợp hát karaoke khá thoải mái trong các không gian khoảng 40m2. Đây là tổng thể phần thùng loa bên đây. Mặt sau bằng gỗ lạ màu vàng rất đẹp. Và đây là ecan của loa. Trên ecan có một logo của Trio. Cặp loa Trio model LS505 có mức giá thông thường 15 triệu. Và trong clip này Tiến Dũng sẽ giảm giá 1 triệu, mức giá chỉ còn lại 14 triệu. Tất cả bao zin, bảo hành lỗi kỹ thuật 1 tháng đến quý vị và các bạn. Và xin lưu ý đến quý vị và các bạn, hai sản phẩm được giảm giá này chỉ áp dụng từ nay cho đến hết ngày 20 tháng 12 năm 2020. Hết thời gian trên Tiến Dũng không còn áp dụng chương trình này nữa. Và tiếp theo, xin giới thiệu đến quý vị và các bạn những mẫu loa bầu cũng đang nằm trong các chương trình giảm giá của cửa hàng Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Đó là mẫu loa bầu 301 Music Monitor 2. Cặp loa này Tiến Dũng đang có chương trình giảm giá rất đặc biệt, mức giá thông thường 7 triệu 500 ngàn. Và mức giá của đợt hàng này từ nay cho đến hết Chủ nhật ngày 20 tháng 12 năm 2020, Tiến Dũng vẫn đang áp dụng riêng cho mẫu loa này là 7 triệu 500 ngàn, giảm 300 ngàn trên một cặp, còn lại chỉ 7 triệu 200 ngàn, kèm theo phần quà tặng 6 mét dây loa của mẫu loa này. Xin lưu ý chương trình này áp dụng cho mẫu loa này, các mẫu loa khác của cửa hàng không nằm trong chương trình. Hàng của Mexico, xin lỗi quý vị, hàng của USA và hàng của Canada. Tất cả zin nguyên bản, series trùng số đúng cặp. Dòng này anh em có thể sử dụng để nghe nhạc và kết hợp hát karaoke trong các không gian tầm trên dưới 50m2. Quý vị có các không gian lớn hơn có thể sử dụng 2 cặp. Duy nhất áp dụng cho mẫu loa này từ nay đến Chủ nhật ngày 20 tháng 12 năm 2020. Mức giá thông thường 7 triệu 500 ngàn và mức giá của chương trình đặc biệt ưu đãi mừng Noel này chỉ còn lại 7 triệu 200 ngàn, giảm 300 ngàn trên một cặp, kèm theo phần quà tặng 5 mét dây loa Pro N của Ý. Chương trình sẽ kết thúc vào ngày 20 tháng 12 năm 2020. Quý vị hãy nhanh tay để sở hữu những sản phẩm tuyệt đẹp với chất lượng được đảm bảo và với mức giá đặc biệt ưu đãi cùng phần quà tặng hấp dẫn tại Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Và tiếp theo, Tiến Dũng xin giới thiệu đến quý vị và các bạn hai cặp loa vừa về của thương hiệu Bow. Đó là mẫu loa Bow 301 Series 4. Cặp ở trên là thùng màu gỗ Simili, trang trí bên ngoài bằng màu gỗ. Và cặp ở phía dưới là thùng màu đen Simili màu đen. Hai cặp này có giá trị và chất lượng về âm thanh cũng như độ bền như nhau, chỉ khác về màu sắc.
Bass là một series 4 sử dụng một loa bass loại 20cm, một loa chép bên hông loại 8cm và một loa chép loại check phía trước loại 6cm. Dòng loa này cho tiếng bass mềm, sâu, trung âm và chép sáng rõ, phù hợp cho việc nghe nhạc và hát karaoke trong các không gian tầm trên dưới 25m2. Anh em có các không gian lớn hơn có thể sử dụng 2 cặp hoặc hỗ trợ thêm một loa sub siêu trầm. Lỗ thông hơi của mẫu loa này nằm ở đây, lỗ thông hơi hình vuông. Màng loa chép còn dầu dính, cái này còn rất mới. Bow 301 series 4, hàng được sản xuất tại Mexico, Mẹ Anh Mexico. Mẫu loa này có mức giá thông thường, xin lỗi quý vị, mẫu loa này có mức giá 8.600.000. Anh em sẽ nhận ngay phần quà tặng 5m dây loa Pro N của Ý theo chương trình khuyến mại của tháng 12. Mẫu loa này không có trong chương trình giảm giá, mức giá là 8.600.000. Tất cả bao zin, series trùng số đúng cặp, loa đẹp xuất sắc. Và tiếp theo xin giới thiệu đến quý vị và các bạn những sản phẩm ở phía dưới này. Đó là loa Bow Cooper series 2. Loa này sử dụng hai loa toàn giải loại 8cm cho tiếng trung âm sáng rõ, đặc biệt âm thanh đi rất xa. Mẫu loa này anh em có thể sử dụng làm loa trợ lời cho các dàn nghe nhạc và các dàn âm thanh nghe hát karaoke thiếu tiếng trung âm, thiếu tiếng chép. Cặp loa này mức giá 2.800.000 một cặp. Như đây là một cặp. Tất cả bao zin, còn e căng đầy đủ. Loa tuyệt đẹp. Và quý vị đừng quên ở cửa hàng Tiến Dũng luôn phục vụ quý vị và các bạn mẫu dây loa của thương hiệu Pro N, hàng được sản xuất tại Made in Italy. Dây này có kích thước 2x1.50mm, sử dụng để kết nối từ âm ly ra loa, kết nối từ cục đẩy ra loa, sử dụng cho những loa tầm bass 50cm đổ lại. Các dòng loa full 40-50 đều chơi rất tốt. Dây này có hai sợi song hành phía bên trong bằng đồng siêu dẫn. Sợi màu đỏ là dương và sợi màu xanh là âm. Và xin lưu ý đến quý vị và các bạn nè, khi sử dụng dây này cần tuân thủ đúng theo chiều đi của tín hiệu do nhà sản xuất quy ước theo mũi tên. Tín hiệu từ âm ly phóng ra loa theo chiều mũi tên. Trên đây hãng dập Made in Italy. Loa dây loa này được đấu giá trực tiếp từ Amazon về. Dây loa Pro N, hàng của Italy, về từ Ý, có mức giá thông thường là 130.000 trên 1m. Và trong tuần này Tiến Dũng ưu đãi giảm giá chỉ còn lại 100.000 trên 1m. Quý vị mua 5m trở lên Tiến Dũng bao phí ship. Lưu ý với quý vị, chương trình này áp dụng cho đến chủ nhật ngày 20 tháng 12 năm 2020. Hết thời gian trên, quay về mức giá như thông thường. Tiếp theo phía bên này xin giới thiệu đến quý vị và các bạn những mẫu giải mã chuyên nghiệp. Đầu tiên đó là giải mã của thương hiệu iFi model Neo iDSD. Giải mã này thiết kế nguyên con là nhôm phai, giải mã chuyên nghiệp của thương hiệu iFi đến từ Anh Quốc. Giải mã này được sản xuất đặt nhà máy tại Trung Quốc giống như điện thoại iPhone, phục vụ cho thị trường Mỹ, thị trường châu Âu. Trên đây có nút tắt mở nguồn, nút chọn ngõ vào và nút volume. Có chỉnh bass chép, có tích hợp Re Amplify nằm trong đây. Âm thanh của dòng này rất mạnh mẽ, tiếng chi tiết. Đẳng cấp dòng high-end của thương hiệu iFi, giải mã 24bit chuẩn 2. Xin lỗi quý vị, giải mã 32bit chuẩn 2RED Audio. Các cổng kết nối, cổng quang ngõ vào, cổng coaxial ngõ vào và cổng USB ngõ vào, cũng như cổng Bluetooth bắt sóng không dây từ điện thoại không dây. Đặc biệt Bluetooth của dòng này lên đến 5.0. Đây là hai ngõ kết nối tín hiệu ra RCA dạng bông sen và ba lăng dạng jack ba chân. iFi Neo iDSD, anh em sẽ nhận nguyên hộp mới, nguyên siêu 100%, tình trạng hàng sách tay, bảo hành 1 năm. Thương hiệu iFi model Neo iDSD, trên đây hãng có đề Ultra HD DAC Headphone Amplifier, tức là giải mã tín hiệu cao cấp và khuếch đại Headphone Amplifier. Đây là các tiêu chuẩn
giả mã 32 bit. Đây là phần thông số kỹ thuật Neo IDSD giả mã 32 bit cao cấp của thương hiệu iFi đến từ Anh Quốc. Giả mã này được sản xuất tại SLUB IN China, đặt nhà máy tại Trung Quốc. Hàng này phục vụ cho thị trường châu Âu, có các đầy đủ các dấu trợ hợp chuẩn CE ở phía dưới. Neo IDSD mới nguyên hộp 100%, giả mã high end. Anh em có thể sử dụng để nghe nhạc, để hát karaoke, để giải trí âm thanh gia đình từ TV, internet, từ điện thoại và từ máy tính. Âm thanh của nó rõ nét, độ chi tiết cao, rất tuyệt vời. Bộ giả mã này có mức giá 17.200.000. Quý vị sẽ nhận ngay phần quà tặng một bộ dây quang trị giá 150.000 để kết nối đến TV Internet, và nhận ngay bộ dây ba lăng Pro N của Ý do bên Tiến Dũng phục vụ với mức giá 450.000 sẽ được tặng theo sản phẩm này. Tổng 3 thiết bị này, combo này, mức giá 17.200.000, Tiến Dũng bao ship tận nhà phục vụ anh em chơi Tết, chơi Noel. Và phía bên đây xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một mẫu giải mã chuyên nghiệp dòng phân khúc đồ bình dân. Đây là giải mã FIO K5 Pro. Giải mã FIO K5 Pro đạt chuẩn Hi-Res Audio. Đây là thương hiệu của Trung Quốc sản xuất cho thị trường Mỹ, thị trường châu Âu, mới 100%. Giải mã này tiếp nhận tín hiệu cổng quang Optical từ TV Ethernet và xuất ra ở cổng Line Out. Anh em cũng có thể kết nối với máy tính thông qua cổng USB in, giải mã 24 bit chuẩn Hi-Res Audio. Nguyên hộp, nguyên siêu, mới 100%. Tem chuẩn Hi-Res Audio, thương hiệu FIO model K5 Pro. Có đầy đủ tem chống hàng giả. Hàng này được xách tay trực tiếp từ Mỹ về và sẽ bảo hành lỗi kỹ thuật 1 năm. Đầy đủ các dấu hợp chuẩn CE, FE của Mỹ và của châu Âu. Giả mã này tình trạng nguyên siêu mới 100%, bảo hành 1 năm, có mức giá 4.000.000. Tiến Dũng sẽ tặng theo anh em một bộ dây quang trị giá 150.000 khi sở hữu sản phẩm này và bao phí ship tận nhà 4.000.000 combo này. Quý vị quan tâm sản phẩm hãy gọi cho Tiến Dũng theo số điện thoại trên tấm bảng màu xanh. Các chương trình của khuyến mãi tháng 12 được áp dụng từ nay cho đến hết chủ nhật ngày 20 tháng 12 năm 2020. Quý vị và các bạn hãy nhanh tay để sở hữu những sản phẩm được tuyển chọn kỹ lưỡng bởi Tiến Dũng Audio và với phần giảm giá cũng như quà tặng hấp dẫn chỉ có tại duy nhất Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Cuối cùng, Tiến Dũng xin kết thúc clip ở đây. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những clip lúc 11 giờ trưa hàng ngày trên kênh YouTube Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Xin chào, xin cảm ơn.